VUS, khơi mở tương lai tươi sáng. Xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Super 10 siêu tài năng nhí. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Medicine Middle Group thực hiện, và chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 20:20 thứ năm hàng tuần trên kênh HTV7. Và chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn đến Anh Văn Hội Việt Mỹ VUS, hệ thống Anh ngữ đạt chuẩn quốc tế NIAS đã đồng hành cùng với chương trình. Ngay bây giờ chúng ta sẽ chào đón lên sân khấu của chương trình hai giám khảo chính, đó chính là anh Đại Nghĩa và chị Harry Bond. Xin mời. Cảm ơn, chào anh Nghĩa, chào Harry Bond. Chào Gil. Hôm nay hai anh chị sẽ nghĩ mình sẽ vào vai gì ạ? Đây, hôm nay là mình mặc đồ rất là ấm áp. Dạ. Hôm nay là mình vai trò của Harry sẽ là một người thiên sứ chẳng hạn. Thiên sứ. Anh thì thấy răng sứ nhiều hơn. Nhưng mà anh biết nha, hôm nay nếu như chúng ta là đóng vai thiên sứ, vâng, nhẹ nhàng, tình cảm, thì cái người khách mời còn lại á, giống như là một cái cục than. Hả? Là lúc nào cũng hừng hực, đụng vô là phỏng tay, đụng vô là phỏng tay. Wow. Cho nên là chúng ta là những người ấm áp và thiên sứ. Dạ. Sẽ làm cho ngọn lửa đó dịu đi. Nếu như ngọn lửa đó vẫn tiếp tục bùng phát thì mình tạt nước cho tắt luôn. Wow. Vị giám khảo khách mời sẽ xuất hiện trong ngày hôm nay của chúng ta, xin được giới thiệu diễn viên Nam Thư. Nóng quá đổ mồ hôi nè. Ê trời, tôi phỏng tay luôn nha em. Trời ơi. Phỏng là do cái năng lượng hừng hực hay do cái áo len trái mùa đó vậy dạ? Lời đầu tiên Nam Thư xin kính chào quý vị khán giả yêu thương đang xem chương trình, và đặc biệt là các em nhỏ đang ngồi trước màn hình. Đây là những khách mời kỳ cựu của chương trình ạ. Dạ. Mùa nào cũng có mặt hết. Heo, em đừng nói vậy, mùa sau mình nói nhiều quá, mời anh đi tội nghiệp anh heo. Không phải, cái này là bởi vì cái năng lượng chị mang lại cho chương trình, và chị bơm được một cái năng lượng cho các bé có thể bùng nổ trên sân khấu, cho nên đó là lý do tại sao chị xuất hiện lại với siêu tài năng nhí. Và xin được cảm ơn sự xuất hiện của giám khảo khách mời ngày hôm nay, đó chính là chị Nam Thư và hai giám khảo chính của chúng ta. Xin mời các vị giám khảo hãy về vị trí ngồi của mình ạ. Cùng chào đón quý vị khán giả đã quay trở lại với chương trình Siêu Tài Năng Nhí mùa thứ tư. Vâng, kính thưa quý vị, như vậy là sau khi mà chương trình Siêu Tài Năng Nhí mùa thứ ba kết thúc thì ban tổ chức đã nhận được rất là nhiều đơn đăng ký casting đến từ các bé với mong muốn là được tham gia chương trình Siêu Tài Năng Nhí mùa thứ tư này. Và đúng như sự kỳ vọng của ban tổ chức thì các thí sinh năm nay của chúng ta vô cùng là đa dạng về thể loại thi và tài năng thì rất là ấn tượng. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ thí sinh tiếp theo. Chúng ta hãy cùng ngước mắt lên sân khấu để chào đón thí sinh Yule. Trời ơi, lần đầu tiên cho bé Gil xin được gửi lời chào đến ban giám khảo. Chào MC Tuấn Minh, chào bé sư tử. Chào MC ạ. À, cô có thể cho cháu biết là cô đến với chương trình Siêu Tài Năng Nhí một thứ tư này với tài năng là gì được không ạ? Tài năng của Gil là tài năng ăn rất là nhiều, rất là khỏe và ăn mau chóng lớn. Chúng ta hãy cùng cầu một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón thí sinh Gil Lê với tài năng ăn thật nhiều. Quá là đáng yêu. Tôi nghi lắm nha. Tôi nghi đổi MC mùa sau lắm đó nha. Lo lắng nhẹ nha. Cho em xuống dưới em ngồi cho bớt mỏi chân, cho bé dẫn từ đây tới cuối chương trình giùm em được không ạ? Mình dẫn chương trình thì nó có một cái đặc biệt khiến cho con cảm thấy thu hút. Đó là con có thể được gặp rất là nhiều người nổi tiếng ở trong showbiz, và con có thể học tập họ và có kỹ năng mềm tốt trong cuộc sống để con có thể giao tiếp với mọi người tốt hơn ạ.
Cái điều ấn tượng đầu tiên là khi con bước ra với một cái bộ trang phục chỉnh chu như thế này, rồi một gương mặt rất là thiện cảm, thì xem như là mình đã được 50% thành công rồi. Đúng rồi. Và sau đó khi con cất giọng lên, nhấn nhá đài từ, lên bổng xuống trầm, nó hợp lý. Đúng, đúng. Ví dụ đúng. Những cái lời chào đầu chương trình thì chúng ta có thể chuẩn bị trước, nhưng mà cái phần giao lưu với người chơi là mình không có biết người ta sẽ nói cái gì với mình hết á. Dạ đúng rồi. Mình sẽ phải hoàn toàn thích ứng một cách nhanh nhạy nhất. Thì đó là cái điều con đã làm rất tốt ở cái phần đầu này. Cảm ơn con. Bây giờ chúng ta còn chờ gì nữa mà không tiến luôn vào thử thách con ha. Dạ vâng ạ. Và ngày hôm nay thì con sẽ giới thiệu về một tiết mục, đó chính là ca khúc Bóng Bóng Bang Bang. Dù là một ca khúc như vậy, nhưng ở với mỗi môi trường, mỗi sự kiện khác nhau thì cái cách của chúng ta ứng xử trên sân khấu cũng sẽ phải khác nhau. Thì bây giờ không biết là ban giám khảo có thể giúp Gil đưa ra đề bài không ạ? Con giới thiệu bài hát này trong sinh nhật của bạn Gil 10 tuổi nào. Xin mời Tuấn Minh. Tuấn Minh xin được gửi lời chào đến tất cả mọi người đang có mặt trong buổi tiệc sinh nhật của Gil Lê tròn 10 tuổi. Lời đầu tiên thì cho phép Tuấn Minh sẽ xin được thay mặt cho gia đình của Diêu Lê để gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người vì đã ham bất chút thời gian của mình để đến đây chung vui cùng với mọi người. Và Tuấn Minh nghĩ rằng là trong một cái không khí thật là tuyệt vời như thế này thì chúng ta có nên khởi động bằng một trò chơi cực kỳ là thú vị không ạ? Vậy thì Tuấn Minh sẽ xin được mời ba cô chú lên trên đây cùng tham gia trò chơi với cháu ạ. Lên chơi thôi, lên chơi. Trong buổi tiệc sinh nhật ngày hôm nay thì không biết là Diêu Lê có muốn tham gia trò chơi cùng không ạ? Có chứ ạ, mình chủ tiệc mà, mình phải chơi chung với các bạn chứ. Vâng, vậy xin mời Diêu Lê đứng vào hàng cùng với tất cả mọi người ạ. Mình sẽ đọc một số câu hỏi trước một nhạc rất là vui nhộn và nhiệm vụ của các cô chú trên này sẽ là trả lời đúng các câu hỏi đó. Mọi người trên này chú ý, mình nhún 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 là mình cùng nhún nhún nhún. Một và số 2 là 1:07. Xin chúc mừng câu trả lời của chú hoàn toàn sai. Xin mời chú sang bên này. Thế là chú lại mất lượt rồi. Khi kim giờ và kim phút chỉ giữa số 1 và số 2 thì lúc đó là 12:00. Còn một câu hỏi nữa, hai người đã sẵn sàng chưa? Đang lo quá nè, không biết có trả lời được không. Xin mời mọi người, cả hai người lên trên. Người đã sẵn sàng để trả lời câu hỏi chưa? Không sẵn sàng. Không sẵn sàng thì cũng phải không trả lời. Không sẵn sàng thì xin mời cô sang bên này. Cô có Diêu Lê đã sẵn sàng chưa? Chắc chắn là sẵn sàng rồi. Câu của cô có nội dung như sau. Trên con biển có hai con cua xanh và con cua đỏ. Đang chạy đua hỏi con nào về đích trước. Xin mời cô trả lời.
đó chính là con cua xanh, bởi vì con cua đỏ bị nấu chín rồi, có phải không? Xin chúc mừng, câu trả lời của cô hoàn toàn đúng. Đi mời cô sang bên kia. Vậy là sau khi kết thúc trò chơi thứ nhất thì chúng ta chỉ có duy nhất đúng một người trả lời đúng, đó chính là Diêu Lê, chủ buổi thi. Và ngay bây giờ thì Tuấn Minh cũng sẽ xin được mời tất cả các cô chú ở trên này về vị trí chỗ ngồi để chúng ta tiếp tục buổi tiệc ạ. Các cô chú không được quà, bye bye các cô chú. Và trước khi đến với trò chơi thứ hai, Tuấn Minh muốn thay đổi không khí một chút, đó là chúng ta sẽ cùng thưởng thức một ca khúc rất là sôi động do chính Tuấn Minh biểu diễn ạ. Vâng, vậy thì xin mời mọi người hãy cùng ổn định vị trí và lắng nghe ạ. Xin mời Tuấn Minh. Định hát luôn hay gì hả? Giỏi quá. Con rất là giỏi trong bắt nhịp, dẫn dắt, điều khiển ba cô chú ở đây làm theo ý con muốn. Và quan trọng hơn, khi cô Thư đưa ra một cái tình huống, bản thân con cũng hết sức là bình tĩnh để giải quyết cái tình huống đó, trấn an một cô bé đang chơi quấy khóc. Bạn chơi an gian quá à. Bạn đọc câu hỏi, tôi có nghe được câu hỏi đâu rồi bạn bắt tôi trả lời. Vậy thì mình sẽ xin được đọc lại câu hỏi nhá. Và sau đó cũng không quên nhiệm vụ của mình là vẫn giới thiệu vào bài hát. Tưởng chơi trò chơi cuốn quá quên luôn, qua chơi trò thứ hai tiếp luôn đó. Đúng, chị cũng đang nghĩ là chắc là quên rồi, nhưng mà không. Trước khi chơi trò thứ hai, nghe cái bài hát này trước đã. Rất là thú vị. Với cái thử thách đầu tiên như thế này mà con nói lưu loát, không va không vấp như vậy, thì chú Nghĩa nói rằng con đã vượt qua một cách xuất sắc. Và chúc mừng chúng mình một lần nữa đã vượt qua thử thách một thành công. Còn chờ gì nữa, chúng ta hãy cùng đến luôn với thử thách tiếp theo. Ở thử thách thứ hai này, chương trình sẽ xây dựng cho con cả một chương trình talk show riêng. Wow. Một người host của một talk show. Thì con muốn khách mời đặc biệt của con, khách mời đầu tiên trong talk show này sẽ là ai đây? Dạ, khách mời đặc biệt của con thì con nghĩ là sẽ do ban giám khảo tự quyết định ạ. Chú Nghĩa sẽ là khách mời của con, đồng ý không? Dạ vâng ạ. Dạ vâng. MC diễn viên Đại Nghĩa sẽ là kỳ khách mời đặc biệt trong talk show của Tuấn Minh. Bây giờ xin mời chúng ta hãy cùng đến với chương trình talk show Khơi mở ước mơ của Tuấn Minh. Mình xin được chào tất cả mọi người đang có mặt trong chương trình của chúng ta ngày hôm nay, chương trình Khơi mở ước mơ. Vâng, và trong ngày hôm nay thì Tuấn Minh rất là vui khi được đồng hành cùng tất cả mọi người. Ngay bên đây là một diễn viên hài kịch, vừa là một MC nổi tiếng. Vâng, xin được chào đón nghệ sĩ Đại Nghĩa. Tuấn Minh ơi, chắc có lẽ con nhầm chú Nghĩa với cái chú Đại Nghĩa kia rồi. Chú này tên là Tiểu Nghĩa, không phải Đại Nghĩa. Dạ vâng ạ, cháu xin lỗi chú và cháu sẽ xin được giới thiệu lại nhé. Và khách mời đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay chính là nghệ sĩ Tiểu Nghĩa. Minh ơi, chú Tiểu Nghĩa không phải là nghệ sĩ, chú là nhân viên văn phòng. Vậy là chú là nhân viên văn phòng à? Một công việc khá là thú vị đấy nhở. Vậy thì chú có thể chia sẻ cho cháu biết được là chú làm nhân viên văn phòng thì chú làm chức vụ gì được không ạ? Chú chỉ là một người làm công việc kế toán bình thường thôi. Vậy thì chú đã sẵn sàng để cùng với cháu giao lưu cùng với khán giả chưa ạ? Chưa. Vì sao ạ? Rung. Chú Rung à? Chú đừng sợ hãi và chú đừng có rụt rè nữa. Chú hãy khơi mở cái tâm bên trong của mình ra để trò chuyện cùng với lại quý vị khán giả của chúng ta ngày hôm nay có được không ạ? Nhưng bây giờ rung quá, làm sao cho bớt rung? Thì chú cứ hít một hơi thật sâu. Chú thả ra. Chú cứ làm như thế, chú đã bớt run hơn ạ. Chú Tiểu Nghĩa ơi, ở ngoài kia thì có rất là nhiều người có những cái ước mơ khác nhau. Ví dụ như người ước mơ làm kỹ sư, ước mơ làm kế toán như chú nữa. Nhưng mà khi mà mình chia sẻ cái ước mơ của mình á,
cho người khác nghe ấy, thì người ta sẽ thường nói là thiếu thực tế. Thì chính những cái điều đó nó đã khiến cho sự tự tin của mình nó bị mất đi và dần dần thu hẹp cái ước mơ của mình lại. Vậy thì ngày hôm nay thì với cương vị là một nhân viên văn phòng, thì chú Tiểu Nghĩa có nghĩ rằng là ước mơ có tạo nên con đường thành công không ạ? Không biết. Xin mời nhân viên văn phòng Tiểu Nghĩa lên phòng tổng giám đốc, có việc gấp. À tôi chết rồi Tuấn Minh ơi, bây giờ thì giám đốc gọi rồi, chú không thể nào ngồi đây mà tiếp tục trò chuyện với Tuấn Minh được nha. Xin lỗi Tuấn Minh nha, chào Tuấn Minh nha, hẹn gặp lại sau nha. À phải đi thôi, giám đốc gọi rồi, không biết có bị trừ lương hay không nữa. Thưa quý vị, như người ta thường nói là những cái gì mà tuyệt vời nhất nó sẽ thường để đến cuối chương trình. Và đúng như vậy, điều mà chú Đại Nghĩa sắp đem đến cho chúng ta ngày hôm nay là một điều gì đó rất là đặc biệt. Và trong lúc chờ đợi thì chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức một số tiết mục âm nhạc rất là nhẹ nhàng và du dương để chúng ta có thể thư giãn trong thời gian mà chú Tiểu Nghĩa, nhân viên văn phòng đem đến cho chúng ta điều gì đặc biệt nhá. Xin mời bộ phận âm nhạc ạ. Ok. Wow, rất bình tĩnh. Thật ra anh cố tình, anh là một cái nhân viên văn phòng và người ta rụt rè, người ta ít nói, người ta không dám chia sẻ gì hết trong một cái buổi talk show. Và khi MC chúng ta gặp một khách mời như vậy thì phải nói rằng MC vất vả vô cùng. Thì vừa rồi chú Nghĩa cố tình diễn một cái nhân vật như vậy á, để coi coi Tuấn Minh phải xử lý làm sao. Thì Tuấn Minh cũng kịp thời, khéo léo, trước tiên là trấn an. Khi mà thấy người khách mời đó vẫn tiếp tục rung thì bắt đầu nghĩ ra một cái cách để họ bình tĩnh là hít hơi vào và thở ra. Và khi bắt đầu bước vào cuộc trò chuyện cũng vậy, chú Nghĩa cố tình trả lời có, không. Nhưng mà Minh không vì cái cách trả lời của chú Nghĩa mà con bị sượng. Và em thấy là bé còn biết cách hạ cái tông giọng, thay đổi cái giọng nói của mình. Khi mà lúc đầu là xin chào chú Đại Nghĩa, thế mà khi thấy anh có vẻ đang hồi hộp không trả lời thì bắt đầu bé dịu giọng xuống. Bé nói chuyện giống như là một người bạn bên cạnh. Không sao đâu, mình sẽ bên cạnh bạn để chứng an bạn. Rồi cái xử lý tình huống bất ngờ thì sao ạ? Con là một bạn trẻ rất là lanh lợi, thông minh, nảy số rất nhanh. Nhưng mà như thế này Tuấn Minh, cô muốn con làm MC nhưng mà con hãy trả về đúng cái năng lượng ở cái tuổi trẻ của con. Đúng rồi. Với một bạn trẻ đúng 12 tuổi. Mai mốt mình giận á, đừng được không ạ nữa. Được không ạ? Dưới này khán giả kêu không ạ. Rồi sao? Con xử lý như thế nào? Mình có thể sử dụng điều đó nhưng đừng quá nhiều, bởi vì sao? Nó không an toàn cho mình. Hiểu ý cô Thư không? Dạ con hiểu ạ. Với cô nha, MC là phải biết tâm lý của người ta. Mình phải xem người ta đang mắc phải vấn đề gì, mình phải để ý mấy cái đó, rồi thì con mới dẫn dắt câu chuyện vô. Thì cô nghĩ là nó sẽ dễ cho con mà dễ cho người nghe nữa. Mọi người ở đây đều nhìn thấy rằng con có tố chất của một người dẫn chương trình và cái khả năng của con sẽ còn đi xa hơn nữa. Cho nên là hai cô mới nhiệt tình góp ý và chỉ bảo thêm cho con những cái điều để con có thể ghi nhận lại và con có thể lấy nó làm cái hành trang cho mình nếu như con tiếp tục đi trên cái con đường mà mong muốn trở thành một người dẫn chương trình trong tương lai. Tuấn Minh nha. Và chắc chắn với sự tinh tế của con sẽ nghe những lời nhận xét này và hiểu và rút ra bài học cho mình nha. Và ngay bây giờ thì chương trình cũng có phần thưởng dành tặng cho bé Tuấn Minh. Xin mời đại diện của hệ thống Anh Văn Hội Việt Mỹ VUS lên trao tặng cho bé ạ. Xin mời. Và quà của chương trình nữa. Yeah. Cảm ơn Tuấn Minh nha. Còn ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với bé siêu tài năng nhí tiếp theo.
mẹ con lên có một màn chào xuân rất là đáng yêu và dễ thương với bộ môn đàn tơ rưng ạ. Trời ơi, khi mà coi hai mẹ con trình diễn á, lúc đó chưa biết hai mẹ con thì mình cứ thấy rất là dễ thương khi một cái cô lớn hỗ trợ cho Thiên An để Thiên An có thể làm tốt cái phần chào sân của mình. Mà một cái điều mà chú Nghĩa thương nhất là gì? Con mới có 8 tuổi thôi, cho nên là con phải đứng trên cái bục để đánh được ở những cái thanh tre ở phía trên cao. Nhưng mà cái chỗ nào mà đánh cái nốt thấp, nốt trầm, con phải bước xuống dưới, đứa con đánh gõ. Cái rồi đánh nốt cao, tức là leo lên lại, quánh bên trên, cái xuống thấp, lại xuống dưới. Cho nên là nhìn thấy thương lắm luôn á. Bây giờ thì biết hai mẹ con thì thấy cái hình ảnh này nó lại càng đẹp hơn nữa. Cảm ơn mẹ của bé Thiên An đã đưa con gái đến đây để tham gia vào chương trình nha. Con xin chào quý khán giả. Con tên là Y Thiên An. Năm nay con 8 tuổi. Con là người Ba Na. Con đến từ Kon Tum. Con thích bộ môn tơ rưng vì nó hay. Khi nhận được cái giấy báo của chương trình thì hai mẹ con rất là vui và hồi hộp. Vì từ trước tới giờ là mẹ không nghĩ là bé sẽ tham gia được vào một cái chương trình lớn như thế này ạ. Bé An thì ngoài việc học ra thì về nhà bé còn phụ mẹ chăm em. Công việc của mẹ thường ngày của mẹ ở nhà là mẹ may đồ thổ cẩm nên thời gian rất là bận. Hai mẹ con tập luyện với nhau thì rất là ít. Đến lúc thì bé là phải tập luyện một mình nên mẹ cũng rất sợ khi bé không thực hiện được thử thách của chương trình. Như thế là mẹ con cũng biết chơi bộ môn đàn này nữa. Thì mẹ là người dạy cho con luôn hay là con đi ra ngoài con học thêm thầy cô giáo nữa? Dạ là con cảm ơn và mò. À, tự cảm âm và mò. Làm sao mà có thể mà tự mò với một cái loại đàn anh nhìn thấy rất là khó như thế này? Mẹ hỗ trợ con chút xíu. Vậy thì cho cô hỏi là con mò được cái môn này mấy năm rồi? Dạ được 3 năm. Chà, 8 tuổi chiều cao thì bi nhiêu đây? Vậy còn 5 tuổi lúc đó sao ta? Không biết lúc đó làm sao mà con đứng con đánh được luôn á. Mình kê cái ghế cao hơn hả con? Dạ. Con ơi, tại sao con thích cái môn này thì con nói là hay, đúng không? Nhưng mà lên 5 như con thời điểm đó đó, thì con thấy mẹ đàn ở nhà hay là mẹ có đi biểu diễn ở đâu không? Để rồi con thích và con tìm hiểu để con học môn này. Dạ là mẹ là người truyền cảm hứng cho con. À, truyền cảm hứng cho con. Truyền cảm hứng nữa nha. Bây giờ nè, tại vì nhiều người sẽ biết về cái đàn này nhưng mà không hiểu rõ lắm về nó. Con có thể con giới thiệu sơ sơ qua về cái đàn này không? Rồi làm sao để mà mình phát ra âm thanh mà nó chính xác. Đúng rồi đó, đúng theo cái nốt nhạc đó con. Bây giờ là mình mời cô chú xuống đây để mình con dạy từng cái nốt cơ bản nhất của cái đàn này được không? Được. Thôi. Thử nha. Thử. Con ơi, chú Nghĩa thấy cái cây này nè, nó có hai đầu. Dạ. Là mình sử dụng cả hai đầu luôn hay sao con? Sử dụng cả hai đầu hoặc một đầu. Rồi, bây giờ con hướng dẫn cho cô chú đi nè. Heo nó có... À. À, đồ đêm mi pha sao lá xí đốt không? Đúng rồi. Em giống như bể chén luôn kìa. Trong thanh em phát ra giống như bể chén. Không, nhưng mà con cầm gì là đúng chưa? Hay là cầm ngược lại? Cầm trên. À, cầm giày. Không phải là cứ đi lên là đúng nó đâu. Mà hồi nãy em thấy là bé đi dứt dắt bé lượn. Đi đâu ấy? Rê. Cuối đang kiếm chung. Mi. Fa. Fa. Son. La. Si. Đang tìm con nốt si đâu nè. La. Là chưa thấy si đâu hết nha. Đang tìm si ơi si. Si nằm lúc nào con? Si ơi si. Si là nằm ở đâu vậy con? Si nằm. Si là y kìa. Si. Vậy si đô. Đúng không con? Đúng không con? Mà cái này á, nó em tưởng là cứ đi lên từng bậc thang này nọ là được. Mà ai vậy nó khác. Nó tự nhiên nó lên vậy xong rồi thì tự nhiên đi trên hãng luôn. Hay quá anh Nghĩa ơi. Tay bé Thiên An kiểu nhẹ nhàng, nhịp nhàng điêu luyện bao nhiêu thì tay cô chú cầm vô đánh giống như là đánh bóp gì đó, đánh bóp vô lưng gì đó. Như đánh cái trống vậy à. Không, em tự hào về nhạc cụ dân tộc của chúng ta quá thực sự, không chỉ là những cây tre thôi. Nhưng mà thiết kế làm sao để nó ra được một cái nốt, một âm thanh như vậy. Cái độ dài ngắn, dạ, to nhỏ khác nhau, nó sẽ tạo thành những cái âm thanh khác nhau ha. Dạ. Rồi cảm ơn con nha, cảm ơn con đã hướng dẫn cô chú. Dạ, vừa rồi là màn chào xuân và màn giới thiệu về bộ môn đàn tơ rưng của bé Thiên An. Bây giờ thì chúng ta sẽ bước vào thử thách đầu tiên của bé nha. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách đầu tiên của bé Thiên An. Xin mời con.
về nghe mẹ ru. Dạ. Bài Hoàng Dũng hát có cô Bạch Tuyết á. À. Ai đó từ nơi xa những về quê thăm bến đò năm xưa. Núi tre đâu làng bờ lao xăm xăm tắm giọt mưa. Nơi có mẹ đang trông ngóng ngày mong đêm bay sắp về chưa. Hỡi ơi ru hời hò sang say quang hiu quang hiu. Hò sang say quang hiu quang hiu. Tăng ta răng tăng tăng ta răng tăng tăng ta răng tăng. Ai đó từ nơi xa nhớ về quê thăm bến đò. Lũy tre đâu làng bờ lao xăm xăm tắm giọt mưa. Nơi có mẹ đang trông ngóng ngày mong đêm bay sắp về chưa. Hỡi ơi ru hời hò sang say quang hiu quang hiu. Suốt mùa trời mẹ trông ngóng con. Tóc trắng mây trời môi nhạt màu son. Con vẫn còn mãi mê nơi chốn xa. Để mẹ già đêm hiểu ngày con. Chim xa rừng nhớ nước nhớ non. Người lìa xứ sở còn thương cây như cội. Qua tím lục bình sông quê mùa nước nổi. Quê hương mãi muôn đời trong trái tim con. Hò sang say quang hiu quang hiu. Hò sang say quang hiu quang hiu. Và vừa rồi là phần kết hợp của bé Thiên An và Quách Phú Thành ạ. Hey, bây giờ hai anh em có thể giới thiệu về cái phần kết hợp biểu diễn vừa rồi của hai anh em không? Lời nói đầu tiên thì cho con là Quách Phú Thành xin gửi lời chào đến quý ban giám khảo. Cũng như là quý vị khán giả đang có mặt tại hiện trường cũng như là quý vị khán giả đang xem chương trình ạ. Sao vậy, sao vậy? Cái gì mà nghe con chào xong rồi cái gục mặt xuống bàn vậy Thư? Tức là 5 năm trước là em đã gặp bé Quách Phú Thành. Thì lúc đó kêu xưng con, xưng cô thì em thấy bình thường. Bây giờ ra lớn vậy kêu con xin chào thì em cảm thấy trời con. 5 năm trước là một cái câu chuyện hoàn toàn khác. Các bé bây giờ lớn nhanh lắm. Năm nay là bao nhiêu tuổi rồi Thành? Dạ năm nay con 17 tuổi. 17 trời tuổi, ơi. Thanh niên rồi. Vì sao ngày hôm nay con nhận lời đến đây để hỗ trợ cho bé Thiên An? Dạ lúc đầu thì khi mà nghe là con sẽ kết hợp với bé Thiên An thì con cũng hơi là lo lắng. Tại vì lần đầu tiên mà con thấy kết hợp với nhạc cụ là đàn tờ rưng. Nhưng mà sau khi gặp bé, thấy được tài năng của bé và thấy được cái màn kết hợp giữa cải lương và đàn tờ rưng thì con thấy rất là vui. Vì mình còn giữ được những cái nét đẹp truyền thống văn hóa nghệ thuật Việt Nam. Thiên An mà con biết không, cái giọng hát của anh Quách Phú Thành hay thì không bàn cãi rồi ha. Nhưng mà cô Thư chỉ xem anh Quách Phú Thành mấy giây đầu thôi. Sau đó mắt cô Thư cũng phải lia qua con, tập trung coi thử con có bị mất tập trung không. Cô Thư cũng sợ là anh Quách Phú Thành bên này sẽ lấn mất phần con. Nhưng không, con vẫn hết sức là tỏa sáng. Cảm ơn ban giám khảo của chúng ta. Cảm ơn con nhiều nghe Thành nha. Dạ con cảm ơn ban giám khảo như là quý vị khán giả rất nhiều ạ. Rồi, còn chờ gì nữa, chúng ta hãy cùng đến với thử thách thứ hai của bé Thiên An. Và chúng ta ở đây có sự hỗ trợ của guitarist Đạt Lê. Nhưng mà hiện tại là Đạt đang nghĩ mình sẽ đưa ra đề bài theo kiểu gì ta? Thì lời đầu tiên thì cho phép Đạt xin gửi lời chào tất cả mọi người và cũng như là ba vị giám khảo. Đến đây thì Đạt đã có chuẩn bị những cái bài hát mà Đạt đã chuẩn bị sẵn rồi. Thì Đạt sẽ dùng những cái thiết bị ở dưới chân của Đạt đây. Sau đó Đạt sẽ đánh một cái bài hát bất kỳ, đưa cho bé một cái đề tài ngẫu hứng. Thấy ghê không? Quánh một cái bài bất kỳ. Mà bây giờ quánh cái bài khó quá con, tôi nó đờn không được rồi sao trời. Và chúng ta hãy cùng đến với lượt ra chủ đề đầu tiên đến từ guitarist Đạt Lê. Xin mời. Thank you.
chân à, bả nhịp chân nè à. Việt Nam. À, xin chào Việt Nam. Trên máy bay đáp xuống nghe đó heo. Hello Việt Nam không? Xin tươi Việt Nam. Có vấp nhẹ có ở khúc nhẹ. Cuối xíu một rồi, xíu thôi. Xíu thôi. Chỉ nghe đề bài và bắt đầu đàn lại theo cái cảm âm, theo cái trí nhớ của mình, thì vấp 1, 2 nốt như vậy là chuyện bình thường con ơi. Tự tin lên con. Con cũng đã làm quen lại với cái không khí của thử thách thứ hai này rồi ha. Bây giờ chúng ta đến với lượt tiếp theo. Xin mời đề bài ạ. Bài dễ thương ha, bài ước mơ của mẹ. Dạ, bài ước mơ của mẹ. Trời, con của em. Ước mơ của mẹ đó hả? Con của em á. Trời ơi. Chú Đạt ơi, chú Đạt thấy bé Thiên An đánh như vậy là có vượt qua thử thách chưa ạ? Dạ, đã vượt qua rồi ạ. Chú Đạt khen con rất là giỏi và cảm ơn chú Đạt đã hỗ trợ cho bé Thiên An ở phần thử thách lần này nha. Cảm ơn rất nhiều. Từ mở màn á, là cô cảm giác là một người chuyên nghiệp ra ngoài trình diễn và cô là người hưởng thụ âm nhạc. Cô không còn là bên giám khảo mà là cô là giống như một người khán giả của con luôn á. Nói chung là làm rất là tốt, chúc mừng con nha. Và hôm nay phải cảm ơn Thiên An nữa. Thiên An đã mang đến sân khấu của Sư Tình An Nhí một bộ môn rất là thú vị, rất là đặc biệt. Con có một cái ước mơ gì cho tương lai của mình không? Làm bác sĩ. Wow, con muốn trở thành bác sĩ hả? Tại sao con muốn trở thành bác sĩ? Chữa bệnh cho bà. Cho Duy hỏi thăm, bà đang bị bệnh như thế nào mà con lại muốn trở thành bác sĩ chữa bệnh cho bà vậy? À, nhiều thứ bệnh lắm hả? Dạ. Hiện tại bà có đau nhiều không? Rồi con thấy bà đau, con muốn trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho bà. Dạ. Ồ, giỏi quá, thương quá. Anh thấy thương cho bé Thiên An, cũng như là những em bé ở vùng quê của con á. Tức là
thích một cái môn gì đó, nhưng mà có thể vì nhiều lý do khác nhau các bé không có được đến một cái ngôi trường, một cái lớp học hoặc là một cái câu lạc bộ nào đó để được học tập cho nó bài bản, mà các con phải tự mò mẫm để mà thực hiện được cái sở thích, cái ước mơ, cái đam mê của mình. Cho nên rất là thương cho những em bé giống như con như vậy. Thôi thì cũng chỉ muốn gửi lời chúc đến con ha. À, ngoài cái việc học chữ ra thì con cứ hãy tập như cách mà từ đó đến giờ mình vẫn tập, bằng một cái trái tim đầy đam mê của mình. Với cái giai điệu này, với cái cây đàn này thì cũng sẽ giúp cho con và mẹ có những giây phút vui vẻ cùng với nhau ở trong cái ngôi nhà nhỏ của mình con nha. Cảm ơn con đã đến với chương trình ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn quý vị giám khảo chúng ta. Và chương trình cũng có những phần quà nhỏ nhỏ gửi tặng đến con ngày hôm nay. Xin mời đại diện của hệ thống Anh Văn Hội Việt Mỹ VUS lên gửi phần quà cho bé ạ. Phần quà đến từ chương trình Siêu Tài Năng Nhí nữa. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ chào đón Siêu Tài Năng Nhí tiếp theo ạ. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng chào đón ra sân khấu Siêu Tài Năng Nhí với bộ môn là Rubik. Bé Bảo Nam, xin mời. Chào cô Harry Won, con chào chú Đại Nghĩa, con chào cô Nam Thư và chào tất cả mọi người trong trường quay. À, dễ thương. Thương con ơi, con chào tất cả mọi người trên thế giới này chứ. Con là người sống hướng ngoại hay hướng nội? Dạ con hướng về cô Nam Thư. Con học từ đâu vậy? Dạ con nghĩ ra. Nghĩ mẹ ha. Hay vậy ta. Mà quan trọng là phản xạ rất là nhanh, giống như là đối đáp lượm liền đó. Con có hay tham gia những cái hoạt động giống như là văn nghệ hoặc là các hoạt động thể thao, các hoạt động đội nhóm trong trường mình không? Con có làm MC của trường á. Wow, hay gì? Ghiêu qua một bên liền. Con có làm MC mà không có đậu rồi, cho nên cho cô ghiêu vô lại. Vậy như là con nói không có được á. Bây giờ cô nói chuyện cũng đâu có lưu loát đâu, mà cô cũng làm MC mà. Không sao đâu, có duyên là được hết á. Và quan trọng là con thu hút được cái năng lượng của con, nãy giờ con làm sáng bừng cái sân khấu này lên và con làm cho mọi người cảm thấy rất là vui vẻ, sảng khoái. Con cứ thoải mái nhất có thể ha. Rồi, bây giờ hôm nay đến đây thi Rubik đúng không? Dạ. Ừ, con học Rubik lâu chưa? Dạ con học gần 3 năm mà. Gần 3 năm rồi. Dạ. Có từng đi biểu diễn hay đi thi đấu đâu đó với cái bộ môn này chưa? Dạ con từng đi thi đấu cái cuộc thi lớn nhất Việt Nam luôn. Ồ. Oh. Rồi con được hạng mấy? Trong đó có 6 giải, tại vì có 3 người nước ngoài vô á. Nếu mà tính luôn trong nước thì con đứng thứ 3. Vậy hai cái người đứng trên hạng con á là bao nhiêu tuổi? Dạ mấy anh đó là học cấp 3 hoặc là đại học rồi. Ồ. Oh. Lớn hơn con rất là nhiều luôn á ha. Bà con mua cho con một cục Rubik và con không biết xoay. Con với chị con cứ tháo ra dán lại, cho nên ba con liền lên mạng coi người ta chỉ, rồi sau đó chạy lại cho con. Con học nhanh lắm, chỉ 2 ngày là con giải được một cục Rubik rồi. Lần đầu tiên bé biết chơi Rubik thì mình có dẫn bé đi tham gia một buổi offline về Rubik. Thì buổi đó bé có gặp bé anh Khôi, cũng là một siêu tài năng nhí. Thì Bảo Nam thấy sao em này nhỏ hơn mình 1 tuổi mà giải hay quá, nhanh quá. Cho nên là Bảo Nam quyết tâm về nói với ba là ba ơi, con sẽ cố gắng tập để mà giải bằng em Khôi. Dạ cái kỹ năng cần thiết nhất á là mình đầu tiên mình phải biết giải Rubik. Rồi sau đó là mình luyện cơ tay. Về nhà mình cứ làm như nè, 1 tiếng đồng hồ cho nó dẻo cái tay đi. Từ từ mình sẽ giải được cục Rubik nhanh như con vậy. Con ơi, bây giờ Gil thấy trên tay con có một viên Rubik khá lạ. Cái này là con có thể giới thiệu về viên Rubik này không? Dạ, đây là viên Rubik 1x1 Spinner. Và hôm nay con tới đây để con thách thức và giám khảo giải được cục này. Ủa, gì kỳ vậy? Dạ, thách thức... Con ơi, cục này là cái cục dễ không? Dạ, dễ. Dễ ha? Dạ. Dễ nhất chưa con? Dạ, cũng gần dễ nhất rồi. Dễ nhất chưa chắc gì đã làm được, đừng nói chi gần dễ nhất. Có một cục Rubik khác, nó dễ hơn nhưng mà cục này nó cũng dễ.
À, xuống đây con trai. Bây giờ con sẽ làm phá cái viên Rubik này đúng không? Con phá nhẹ nhẹ thôi con. Dạ. Cục này là nó xoay theo kiểu mấy cái tâm này. Ồ. Tức là các cô chú sẽ phải vặn làm sao để cho màu nào nó trở lại đúng màu đó đúng không? Dạ. Nè, có gì đâu. Xanh lá cây đúng không? Đúng rồi, đó. Thì cái viên xanh lá cây lật qua đây đó. Đúng không? Nè, bên này xanh dương dính vô luôn rồi nè, thấy chưa? Rồi. Rồi bây giờ mình coi tiếp nè. Cái này màu vàng đúng không? Đây nè, thì cái màu vàng mình lật qua cái màu vàng. Nè. Đó, thấy chưa? Nè, cam vô cam, trắng vô trắng, đỏ vô đỏ. Biết chắc là con nương tay, con phá nhẹ nhẹ thôi cho chú Nghĩa dễ giải được đúng không? Chứ nếu mà con phá thiệt tình chắc chú Nghĩa ngồi tới sáng mai cũng không có làm được cái này đâu. Không, với lại cục này nó cũng dễ. Anh Nghĩa, ừ, để kế bên hai cái mặt đất giống nhau. Giống tròn đó. Rồi đây còn mắt kiếm nữa. Vô đây, vô đây. Đây Nam ra sau lưng chú Nghĩa đứng rồi con. Kê hai mặt vô nè, hai mặt chú cháu mình nè. Trời ơi. Thôi bé khỏi thi gì đi, ở đây mình ngồi mình nhận cha con luôn đi. Ủa gì vậy? Trời ơi, tao tới tao chứng minh tài năng của bản thân mà. Con ơi, con phá một lần nữa, con gửi cô Harry Won thử đi con. Cục này dễ mà. Cục này dễ quá, cô muốn cái kìa. Con thách cô Harry Won giải được cục này. Đó. Trời ơi, dễ mà. Có gì đâu. Nó xoay 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 xoay. Cái này đây, đây. Ồ. Oh. Ồ. Oh. Cái gì á, màu xanh. Ô, 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 ô. Được luôn nha. Tuyệt vời. Trời ơi, em hay, ơn hay, hay. Và cuối cùng là con thách của Nam Thư. Con phát banh chành cái cục đó để cô Thư cô giải. Wow. Được luôn, hay quá. Quá nhanh luôn. Chỉ cần xoay hai vòng thôi. Con sao mà nó dễ vậy? Cục này ai chơi cũng được. Nãy giờ mấy cô chú đây tự hào về mình lắm luôn đó con. Nghe câu đó xong muốn gục mặt xuống bàn ghê luôn vậy đó. Dạ không, người lớn chơi cũng được. Thì đó, con nói câu nữa là gục xuống dưới đây luôn đó. Rồi giờ mình lên mình thi ha. Rồi mình lên mình thi nè. Xin mời mọi người hãy xem qua cục Rubik này và tìm điểm đặc biệt của viên Rubik này được không ạ? Ủa sao bên này em thấy màu xanh nè? Cánh như ánh xà cừ vậy đó. Thì nếu như mình nhìn góc này nè, thì mình thấy tất cả toàn là màu tím nè. Nhưng khi mình lật qua đây nè, thì mình thấy nó thành màu xanh. Đó. Nhưng mà khi ở góc độ này, mình thấy tất cả là màu tím. Đây là cục Rubik tráng gương. Họ để cái hiệu ứng màu như vậy cho đẹp thôi, chứ cũng chưa phải là điểm khác biệt, đặc biệt đâu ạ. Mời mọi người khám phá thêm. À. Ồ. Đây nè. Harry xem trời thử đi. Trời ơi, sao lại là... Nó không phải là hình vuông nữa mà là nó đa góc độ vậy? Bây giờ em thách chị Harry Won ghép lại thành cái hình vuông ban đầu ạ. Hả? Trời ơi, không biết làm gì luôn ạ. Ui. Cái này nếu không biết là mình bận không được đâu. Nó sẽ bị kẹt, bị cứng nè. Phải biết đúng theo thuận cái chiều của nó thì mình mới có thể mình xoay nó được. Mà còn để xoay cho nó trở lại cái khối vuông như ban đầu thì anh không có biết. Thực sự em lần đầu tiên em thấy Rubik kiểu vậy á. Đây là một khối Rubik gọi là một màu. Và nhiệm vụ của con là con sẽ có một khoảng thời gian nhất định. Và cô chú sẽ phá, và em nghĩ là cô chú cũng phá xong rồi đã đó. Phá rồi đó. Và con sẽ phải cảm nhận hoàn toàn bằng tay để ráp lại thành khối vuông ban đầu. Bình thường ở nhà con thử cái ngưỡng của bản thân của con là bao nhiêu phút cho thử thách này? Bình thường ở nhà con tập là khoảng 5 phút. Khoảng 5 phút. Nếu như mà ở nhà con giải 5 phút. Dạ. Thì ở đây cái thời gian nó sẽ ngắn hơn cái thời gian con làm ở nhà. Bởi vì mình đi thi mà, con đồng ý không? Dạ. Cô Harim bao nhiêu? Em trừ 30 giây là 4 phút rưỡi. Cô Harry Won là 4 phút rưỡi, cô Nam Thư là 4 phút. Còn chú Đại Nghĩa. Chú lo quá không biết con vượt qua được thử thách này hay không. Nhưng mà thôi kệ, mình cứ thử đi ha. Dạ. Mình phá cái giới hạn hàng ngày của mình đi cô sao. Chú Nghĩa sẽ lấy là 4 phút 25 giây. Trời ơi, đưa theo có 5 giây. Là đứng chính giữa rồi. Dạ, 4 phút 25 giây sẽ là cái giới hạn của con để giải cái bài toán này. Thử thách bắt đầu. À, cái này có thể là không có màu sắc nhưng mà rờ cái tay. Rờ cái là tay. Cái khối nó khác nhau. Cái khối nó khác nhau. Có cái khúc nó vuông, có cái nó tròn. Hoặc là cái nó ve ra nhiều hơn, ít hơn á. Cảm nhận bằng cái tay. Ừ.
nghĩ xong một mặt rồi đó. Ờ, anh nghĩ là chắc nhanh hơn 4 phút 25 giây. Nhanh hơn nữa. Và kết quả của con khi mà con đã hoàn thành và giải được cục Rubik này đó chính là 2 phút 28 giây. Trời ơi. Thấy chưa? Vậy là cái khúc đầu báo giá ở nhà giải 5 phút là báo lỗ rồi. Cái này kiểu là ra giá xong trả bao nhiêu cũng dính đó anh. Nhưng mà rõ ràng nó khó hơn thiệt. Ở nhà lần đầu tiên bé giải tới mấy chục phút, cho nên là sau này khi mà thuần thục hơn thì 5 phút mình thấy là hợp lý. Như vậy Bảo Nam đã vượt qua được thử thách đầu tiên. Còn chờ gì nữa mà không qua tiếp lượt thử thách tiếp theo ha. Dạ. Đây sẽ là thử thách thứ hai của bé Bảo Nam. Đây sẽ là một cuộc đua vô cùng khắc nghiệt. Chúng ta đang có một vòng đua hình tròn ở đây với rất nhiều khối Rubik với nhiều kích thước và hình dáng khác nhau. Và trên vòng tròn thi đấu này chúng ta có hai màu đèn, đó chính là xanh dương và màu đỏ. Đèn xanh dương sẽ là của Bảo Nam, đèn màu đỏ là của nhân vật bí ẩn nào đây ạ? Xin chào bạn. Dạ, chào chị Lưu Lê. Dạ, em chào ban giám khảo ạ. Em là Nguyễn Xuân Đức, hiện em là sinh viên Đại học Bách Khoa và cũng là một thành viên của câu lạc bộ Rubik thành phố Hồ Chí Minh. Ồ, thành viên của câu lạc bộ Rubik, Xuân Đức. Ngày hôm nay Đức sẽ là người đối đầu trong cuộc thi khốc liệt này với lại bé Bảo Nam. Để mọi người có thể hiểu rõ hơn thì em sẽ giải thích kỹ hơn nha. Hiện tại tất cả những cái viên Rubik trên bàn đều là đang không được hoàn thành. Nhiệm vụ của các bạn là phải đi giải từng viên Rubik và đổi màu của đối phương. Chúng ta sẽ có khoảng thời gian là 5 phút. Trước khi kết thúc 5 phút mà có một đối thủ nào đuổi kịp được đối thủ kia và thay đổi được hoàn toàn đèn thành một màu, người đó chiến thắng. Nhưng mà sau khi 5 phút kết thúc mà chúng ta vẫn còn chưa có thể đuổi kịp nhau thì chúng ta sẽ đếm số lượng màu đèn, ai có nhiều đèn hơn người đó sẽ chiến thắng. Và trong suốt cuộc thi này, hai đối thủ của chúng ta ngoài việc giải các cục Rubik thì cũng có quyền phá các cục Rubik khác để cho đối thủ sẽ bị chậm hơn, gây sự khó khăn cho đối thủ. Mọi người đã sẵn sàng chưa ạ? Dạ rồi. Ok. Căng thẳng rồi nha. Và thử thách bắt đầu. Bảo Nam đã vừa xong. Đức cũng xong một cái. Đức cũng xong rồi. Giờ Đức đang giải cùng Rubik bằng một tay nha. Bảo Nam cũng cả bằng hai một tay. Đang giải cùng Rubik 3x3 bằng một tay. Trời ơi, sao mà cái tay điêu luyện dữ vậy ta? Hay quá, Bảo Nam xong rồi. Bảo Nam đang tiến đến cục Rubik 4x4. Và Xuân Đức cũng đã vừa hoàn thành xong. Hiện tại tỷ số vẫn đang cân bằng nhau à. Mỗi bên đều đang có 5 điểm. Wow. Vẫn tiếp tục bằng nhau. À, Xuân Đức đang dẫn trước. Xuân Đức đã đến cái bước phá những cục Rubik của đội bạn rồi. Wow.
Đến cục Rubik một tay. 3 x 3. Hồi hộp quá à. Chúng ta còn 1 phút. Cố lên. Hết chưa? Xin mời hai đối thủ cũng đang ngừng tay. Ồ, họ căng quá. Như vậy là sau 5 phút, hai đối thủ của chúng ta đang giữ nguyên số điểm, ngang bằng nhau, đều là có 5 đèn à. Yeah. Hòa nhau. Bây giờ chúng ta hãy cùng đến với lượt đấu bù giờ để tìm ra người chiến thắng. Và thời gian bắt đầu. Như vậy là chỉ mới có khoảng 30 giây đầu tiên ở trận đấu bù giờ, Bảo Nam đã lấy lại tinh thần và đã bắt kịp được Đức rồi ạ. Wow. Chúc mừng Bảo Nam, con đã làm rất là tốt rồi và con đã thể hiện được cái kỹ năng chơi Rubik của mình, và quan trọng hơn hết là sự bình tĩnh để thi đấu, vượt qua được những cái thử thách của chương trình đưa ra. Chúc mừng con. Dạ con cảm ơn. Đức ơi, có một lời nhận xét về cái kỹ thuật của bé được không? Dạ, về kỹ thuật thì em cũng không có gì phải bàn nữa, bởi vì số đèn đã nói được tất cả. Wow. Dù bộ môn Rubik đã từng xuất hiện ở sân khấu Siêu Tài Năng Nhí, nhưng mà tất cả những thử thách mà con vừa mang đến cho mọi người rất là sáng tạo, rất là mới lạ, và mang tới một cái điều rất là tuyệt vời cho mọi người. Không biết cảm xúc của ban giám khảo chúng ta như thế nào ạ? Thật sự là rất là tự hào về Bảo Nam ha. Con là một cậu bé rất là tự tin về bản thân, kiểm soát đầu óc cực nhanh, biết mình đang nói gì. Cô thương mong là lớn lên con cũng sẽ giữ được tất cả những cái điều này, và đặc biệt là chơi Rubik càng ngày càng giỏi hơn nha. Nhưng mà học cũng phải giỏi nữa nha. Dạ, con cảm ơn. Dạ, cảm ơn các vị ban giám khảo của chúng ta. Và Bảo Nam ơi, chương trình cũng có phần quà dành cho con nha. Xin mời đại diện của hệ thống Anh Văn Hội Việt Mỹ VUS lên trao phần thưởng cho con ạ. À. Thank you, thank you. Đây, và còn một phần thưởng nữa từ chương trình gửi cho con nha. Cảm ơn Bảo Nam và cảm ơn ba vị giám khảo. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng xem lại hành trình của ba bé trong tập Siêu Tài Năng Nhí ngày hôm nay. Xem lại hành trình của ba bé đã xuất hiện trong tập ngày hôm nay. Và một lần nữa gửi lời cảm ơn đến giám khảo khách mời của chúng ta, chị Nam Thư. Chị có thể gửi những lời chúc động viên đến các bé Siêu Tài Năng Nhí ở tập tiếp theo không ạ? Hôm nay cô Nam Thư được gặp ba tài năng nhí, đó là Thiên An, Bảo Nam và Tuấn Minh. Hy vọng là có thể quay lại đây và gặp thêm rất 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 nhiều tài năng nhí. Ủa sao vậy Nghĩa? Ngộ nha. Gần như tất cả các khách mời ngồi ở vị trí này khi mà nói cái câu kết chương trình á, là đều có lại một cái sự gợi gắm.
Vậy là mọi người phải hiểu là tất cả khách mời tới đây ai cũng hết sức yêu mến siêu tài năng nhí và muốn ngồi ở đây để xem các bé mà. Đó. Dễ thương quá, em cảm ơn chị Nam Thư và cảm ơn hai vị giám khảo chính của chúng ta ngày hôm nay. Vẫn rất nhiệt tình, vẫn rất dễ thương và luôn luôn ủng hộ cho các bé. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã theo dõi và ủng hộ cho chương trình Siêu Tài Năng Nhí. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 20:20 thứ năm hàng tuần trên kênh HTV7. Và chúng tôi cũng sẽ được gửi lời cảm ơn đến Anh Văn Học Việt Mỹ VUS, hệ thống Anh ngữ đạt chuẩn quốc tế NIAS đã đồng hành cùng với chương trình. Và quý vị khán giả, các phụ huynh và các bé cũng có thể cập nhật thêm những thông tin của chương trình tại fanpage của chương trình Siêu Tài Năng Nhí. Ngoài ra, chúng ta còn có thể tham gia rất là nhiều mini game và có thể nhận được phần quà đến từ nhà đồng hành của chương trình, đó chính là Anh Văn Hội Việt Mỹ VUS ạ. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Medicine Medical Group thực hiện. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại nha. Động cơ nè, có bộ não, có cảm biến, có bánh xe. Trời, nhỏ xíu mà xịn quá vậy. VUS, khơi mở tương lai tươi sáng.